công an đã xem và bỏ đi. Công an đã xem và không quan tâm nha. Không bỏ, đó giờ chị có thấy ai ăn đồ nóng nhưng không nổi mụn không chị? Nhiều lắm chứ em chị nè. Chị ăn đồ cay, đồ các kiểu luôn, banh xác luôn mà có nổi mụn đâu. Nói mai lên nè. Nghiệp liền. Nguyễn Hạnh nhìn thấu quá chị. Chứ đâu Hạnh Hạnh. Ủa sao tuần này không lên chị hả? Mới mà. Đi là được một tuần đâu.